Lượng canxi của chúng rất là cái nhu cầu về canxi cũng khá là cao. Nên thường các bạn nuôi các bạn phải bổ sung canxi dạng bột, dạng nước, có nghĩa là bổ sung canxi ngoài cho chúng. Đó là những cái mà mình chia sẻ cho các bạn biết. Thường là các bạn nuôi nhanh lớn quá thì nó cũng sẽ gây ra cái trường hợp là nó bị nặng nề cơ thể và cái đôi chân của nó chưa phát triển kịp, nên là nó cũng không thể chống đỡ được với cái cơ thể đó. Nên là đôi khi đến tháng thứ tư đến tháng thứ sáu các bạn cũng lên là cho ăn rau nhiều và bổ sung lượng canxi, và không lên cho nó lớn với cái tốc độ quá lớn như vậy. Đó. Khi đó thì các bạn sẽ qua được cái giai đoạn bị liệt. Đấy. Ngoài ra thì có những cái trường hợp là các bạn đang nuôi ở những cái mô hình chuồng nhỏ hẹp và bất thình lình các bạn thả ra một cái bãi rất là rộng, thì đó là cái sự hưng phấn nó sẽ chạy nhảy múa may và nó sẽ bị, trong cái lúc chạy nó có thể va vấp hoặc nó đập vào nhau thì nó sẽ ngã và nó sẽ bị lệch khớp. Nhưng mà nó chỉ có hai đôi chân thôi, nó chỉ lệch một đôi chân, đau một đôi chân nó đã hỏng rồi. Nên đó là những cái lưu ý để cho các bác là cũng tránh được cái rủi ro trong chăn nuôi đó. Thì cuối video thì xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và đã theo dõi kênh, cũng như là đã tiếp tục có những cái ý kiến comment ở phần dưới video để làm kênh tốt hơn, để lắng nghe những cái góp ý kiến của các bạn để làm một cái kênh để cho mọi người xem và kết nối với mọi người. Ai có nhu cầu mua giống thì có thể đặt bên mình, và khi các bạn nuôi đến lúc thương phẩm thì các bạn không bán được thì mình sẽ gọi cho mình sẽ hỗ trợ, sẽ có cách nào đó mình sẽ làm cho các bạn có thể bán thương phẩm một cách giá hợp lý nhất. Đấy, đạt được cái mục đích của quý vị và các bạn. Đó. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã xem hết video đến lúc này, và xin chúc các bạn thật là thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và nếu như các bạn thấy video thật là bổ ích thì các bạn có thể đăng ký để sẽ trở thành là những người sớm nhất nhận được cái thông báo chuông và nhận được cái thông báo video đầu tiên để xem những video ra về những chủ đề con đà điểu, con chim cu gáy và một số những cái cây con giống thật là quý hiếm độc lạ trên cái kênh của đồng chí Thao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vâng, kính thưa các bác nông dân chăn nuôi, vừa rồi thì cháu Thao, em Thao đã chia sẻ cái mô hình úm và phân phối con giống đà điểu. Thì báo cáo với các bác là đến cái thời điểm này là tháng 6 năm 2021, và cháu Thao cũng chia sẻ với các bác về cái bổ sung canxi và cái cách để chúng ta úm con đà điểu phát triển kinh tế đối với bà con nông dân. Thì riêng về năm nay thì bên thị phương Ba Vì chúng tôi có rất nhiều những cái ưu đãi về giá cả cũng như cái dịch vụ chất lượng được cải thiện hơn. Thứ nhất là giá thì tính đến thời điểm tháng 6 năm 2021 này thì bên em thống nhất là cung cấp cho các bác với cái giá đầu con là 1.800.000 đồng một con. Đó. Thì đây là cái giá cực kỳ là hấp dẫn so với những năm về trước. Đấy, những năm về trước thì có thể là hơn. Đấy. Ngoài ra thì combo thêm cái quy trình bàn giao kỹ thuật, bàn giao những cái tài liệu để chăn nuôi đó, và có cái chế độ bảo hành con giống trong vòng 3 ngày đầu tiên.
khi mà sau khi giao giống 3 ngày thì bà con được bảo hành giống. Trong trường hợp rủi ro là bên điều kiện bảo hành sẽ bên chúng tôi đúng đủ điều kiện chúng tôi sẽ bảo hành cho các bác. Đấy, con giống mà có chết thì chúng tôi sẽ đền con giống và hoặc là hoàn tiền. Còn với những cái trường hợp mà các bác mà lấy 10 con thì các bác sẽ được miễn phí vận chuyển ở khu vực miền Bắc và miền Trung. Đó. Còn các bác thường là phí vận chuyển nó khoảng nó chỉ khoảng 200 thôi. Đó. Và với các bác lấy 5 con thì các bác sẽ được giảm 50% phí vận chuyển. Đó. Ngoài ra thì các bác được hỗ trợ đầu ra. Với các bác ở khu vực miền Bắc thì các bác miền Trung thì các bác sẽ được hỗ trợ đầu ra. Bởi vì khu vực miền Nam thì rất là xa. Đấy, vận chuyển cái con giống này nó to, cồng kềnh. Các bạn khu vực miền Bắc, miền Trung sẽ được hỗ trợ đầu ra. Khi nào mà đạt đến thương phẩm thì các bác bên chúng tôi sẽ bắt thương phẩm và cân đánh ô tô đến cân điện tử cho các bác đó. Hoặc là các bác chúng ta hai bên sẽ có những cái thương thảo làm sao nó đưa đến một cái cách làm việc hiệu quả thỏa mãn giữa hai bên. Thì nhìn chung cái con giống này thì đã được vào quy trình vaccine từ thế hệ bố mẹ và con giống cũng đã được khử trùng rốn vào vaccine đấy, vaccine Lasota và một số những cái quy trình đầy đủ của một cái quy trình vaccine giống đấy. Thì trang trại của em thì hiện bây giờ là tại cái trung tâm nghiên cứu gia cầm Thị Phương, thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Bên em thì cũng đã hoạt động gần 10 năm nay rồi. Đấy, khoảng 7 năm nay rồi các bác ạ. Thì nhìn chung là cũng muốn là đưa cái giá, đưa cái chất lượng tốt nhất, đấy, gần gũi nhất, nằm trong cái khuynh là những cái tháng ngày không quên, những cái tháng ngày mùa dịch hoành hành, thì cái việc phát triển kinh tế, mọi ngành, mọi nghề, đấy, mọi các lĩnh vực đều có cái sự ảnh hưởng suy thoái, trì trệ. Chính vì vậy, ban lãnh đạo cũng như anh em trong tổ ấp cũng như là trong cái tổ phát triển thương mại về thương phẩm, giá thịt cũng giảm và giá con giống cũng giảm. Đó. Thì hy vọng rằng là các bạn sẽ biết được cái thông tin áp dụng từ cái tháng 6 năm 2021 này. Đấy, tất nhiên là chất lượng không không sẽ không có cái gì thay đổi cả. Mà đây là sự điều chỉnh theo cái thực 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 tế của cái mùa dịch. Đó. Thì các bác có thể đăng ký cái kênh Con Giống Đà Điểu. Đó. Thì các bác sẽ nhận được những cái bài giáo án chia sẻ và những cái thông tin về giá, về chế độ ưu đãi tính theo từng thời điểm. Đó. Thì ở video trước thì bên chúng tôi cũng có nói ra cái 6 cái vấn đề về cái con giống đà điểu. Đấy. Thì các bạn có xem hoặc là lên YouTube các bạn gõ cái cụm từ 6 vấn đề xoay quanh con đà điểu thì các bạn sẽ nắm bắt được những cái vấn đề về giống, về nguồn gốc, về những cái khó khăn, về giá, về những cái xoay quanh nó. Đó. Trong cái video ngày hôm nay thì đồng chí Thao có đăng ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021 thì có một cái giá hết sức là hấp dẫn, 1 triệu 8 một con và được tất cả những cái gói combo ưu đãi như vậy. Thì hy vọng rằng các bác nào có nhu cầu tăng gia vào giống thì các bác có thể liên kết nó. Tất nhiên là khi mà chúng ta mua con giống chúng ta nên gọi điện vào cái số điện thoại trên màn hình ở cuối video hoặc ở đầu video 033 5305 982, 0989 177 982, 037 589 7487 thì quý các bác nông dân sẽ được tư vấn kỹ càng hơn và cái việc thương lượng thương thảo giữa bên mua và bên bán, bên cung cấp giống và bên nhận giống nó sẽ cụ thể hơn. Đó. Xin chúc
các bác thành công trong cái chăn nuôi của cái quý 2, quý 3 năm 2021. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái video sau.